ơi, hôm nay Út đang ở Mù Cang Chải nha. Và bây giờ đang di chuyển leo lên một con dốc để mình lên đến đồi Mâm Xôi. Ruộng lúa Mù Cang Chải hôm nay thật là đẹp nha cả nhà. Vàng hết rồi đó, chờ đoàn chúng ta mình đi đến cuối tháng 9 thì sẽ không còn lúa nữa nha. Anh này là anh đang mang một cái cung để là có thể gặt lúa xong rồi á thì người ta sẽ tập lúa vào trong đấy. Đây ruộng lúa hôm nay một cảnh chảy rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Đi bằng phương tiện xe Honda ôm nhỏ nhỏ lên vậy nè, nhưng mà cảm giác rất là đã. Đi vào thời gian tháng 9 là thời gian mà thời tiết đẹp nè. Cả nhà mình xem ha, Phú đang zoom lên, zoom xuống cho cả nhà mình xem ha. Cộng đồng bản của người cộng đồng địa phương ở đây, và hai bên là những thửa ruộng bậc thang nè. Mình vẫn đi thấp hơn cái ruộng bậc thang á. Đây là nhà của người đồng bào người Hơ-mông nha cả nhà. Ở phía bên kia tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm cả nhà mình ơi. Nên đi Mù Cang Chải vào thời gian tháng 9 nha. Ở tu búa thì đã đi cho mọi người cảm nhận đầy đủ được những cái hương vị của địa phương. Đường đi trên này đã được làm bê tông hơn hết rồi nên là mình có thể là mình đi rất là khỏe, là nhẹ nhàng thôi. Ở đây thì có thể lựa chọn hai phương tiện, một là đi xe ôm lên hai, hoặc là mình có thể đi bộ lên. Một số gia đình vẫn thích đi bộ ở cả nhà. Còn đây là đội xe ôm nha. Rồi mình sẽ chuẩn bị đến với đồi Mâm Xôi, phía bên kia là xa xa đây. Lên luôn cả nhà mình ơi. Đây là đồi Mâm Xôi từ xa xa. À, ruộng lúa hai bên này. Nhộn nhịp luôn, như một ngày hội của Mù Cang Chải nha cả nhà nha. Ok. Những cô gái mặc áo bà ba nữa nè.